Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở trung tâm quận nhất Sài Gòn nha. Ngay chỗ Nick đang đứng đây là trước tòa nhà Bitexco và đường Hải Triều. Ở đây vài bước chân thôi là tới phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi. Đằng kia là đại lộ Hàm Nghi và bánh mì Như Lan đằng kia. Lần trước thì cách đây vài tháng là năm ngoái đó, Nick có quay review một cái chỗ ăn khuya mà cô bác anh chị mình hỏi đó, là về Sài Gòn nếu mà đói bụng vào buổi khuya hoặc là bay chuyến bay mà về tối khuya thì ăn ở đâu. Thì Nick có đã từng quay review bên kia đường thôi là quán Phở Hà, mở cửa 24 giờ không có đóng cửa. Thì quán Phở Hà là bán theo kiểu Bắc và xôi gà, xôi kiểu Bắc gì đó, mọi người có thể ăn nếu mà muốn trải nghiệm ăn khuya. Còn hôm nay Nick lại phát hiện ra bên kia đường giữa Phở Hà với Phở Hải Triều có một cái quán phở mới mở gần đây thôi mà bán rất là bán món phở theo kiểu miền Bắc luôn. Cho nên là Nick sẽ vào ăn trải nghiệm đó và quay chia sẻ luôn cho quý các bác chị mình cùng biết nha. Đó là quán phở Son. Nick thấy là phở Thìn by Son, không biết có liên quan gì phở Thìn ở ngoài Hà Nội hay không, nhưng mà cái chữ nó để trên bảng là phở Thìn by Son. Bây giờ mời các bác chị và các bạn cùng theo chân với Nick chúng ta vào trong trải nghiệm quán phở Son này nha. Đây là quán phở Thìn by Son đây. Để chữ là phở Tây Lăng Hà Nội chính gốc nha. Đây là địa chỉ số 27 phường đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đó, kế bên là phở Hà không bị bắt. Dài đằng kia nó cũng thuộc phở Hà nè. Còn bên phải của phở Thìn thì có một cái quán ăn này hình như là kiểu Nhật. Rồi kế bên đó là phở Hải Triều cũng không bị bắt. Nếu tới giờ này là 7 giờ mấy tối á, thì thấy cũng đông và có một số khách là đi nhóm đông phải chờ. Ta phải chờ ít phút mới có bàn nha. Bây giờ Nick hai người rất là dễ có chỗ cho nên sẽ đi vào. Cảm ơn em. Thì đẹp đông quá trời đông. Rất là đông. Có chỗ góc như này Nick sẽ ngồi dưới đây. Cảm ơn em. Tới giờ này mà thấy đúng là đông thiệt rồi. Chỗ ngồi thì có một cái khoảng tương đối thôi ở dưới. Bây giờ coi cái thực đơn nha. Phở Son. Thực đơn làm cũng rất là đẹp. Tại phở Son xương ống bò và thần dược sát sùng cùng các nguyên liệu thảo mộc tự nhiên được ninh hơn 12 tiếng trong nước tinh khiết ion kiềm, tất cả tạo nên nước dùng nước cốt của bát phở Son, thơm ngon tuyệt đỉnh, danh bất hư truyền. Thấy cũng quảng cáo hấp dẫn quá trời. Nước ion kiềm tinh khiết. Bây giờ mở ra quay cái menu này cho cô bác chị mình xem. Phở Tái Lăng. Phở Tái Lăng truyền thống nhỏ hoặc là vừa thì tô nhỏ là 72.000, tô vừa là 89.000. Phở Tái Lăng bò Wagyu nè. Bò Wagyu văn cẩm thật thì nhỏ thì là 129, còn vừa là 159. Còn set phở em bé nha, có phở Tái Lăng quẩy giòn và kẹo mút thì 59.000. Còn bò Tái Lăng thêm là 49.000, bò Wagyu Tái Lăng ăn thêm thôi 99.000. Còn như là phở Hà Nội truyền thống, phở sốt vang gân 99.000, sốt vang gân ăn thêm là 89, phở nạm về 3 tầng là 89.000. Còn phở cầu giòn 99.000. Rồi phở tái lói bắp hoa 100, lõi bắp hoa 109.000. Phở bò tái nạm 89.000. Còn như đây là các món ăn thêm thôi. Có đuôi bò nè, có tổ ong, có sườn bò nhừ, xương tủy bò, gầu giòn sông khói, lợn bắp hoa, có ăn thêm. Rồi có phở thấu đá thượng hạng, wow! Phở thấu đá thượng hạng là tới bò thấu đá sườn bò này, phở thấu đá sườn bò 239, còn phở thấu đá sông khói 229. Còn mấy bò nhập bò Nhật gì nè, Wagyu Nhật, trời 799.000. Wow, còn cái này 489.000. Rồi cái này ăn thêm thôi, phở chiên phồng 119.000. Cái này bán từ 10 giờ sáng.
phở trộn ngũ sắc 109.000, có phở cuốn nè, phở mềm, phở trộn sốt vang, phở trộn bò hun khói. Rồi cái này cái gì đây, có lẩu hay gì đây? À, cái mẹt gì, phở cuốn, lẩu rượu. À, cái này là cái combo, set combo. Đi đông người ăn cái set combo này nó có lẩu luôn, nhiều món. Rồi, bò lên mẹt 168.000 một cái mẹt như thế này. À, nó có linh tinh là đậu phộng, bò viên gân, lưỡi bò hun khói, gầu hun khói, bò một nắng, lá mắt mật. Đó là 5 món trong một cái mẹt, đó là 168.000. Rồi bia đi Sài Gòn 29.000 thôi. Bia Hà Nội bán theo lít là 88.000 hoặc là 2 lít là 168.000. Cái rượu sơ chiêu, rượu mơ nữa nè. Rồi cái này để ăn kèm lẩu. À, mấy cái linh tinh về nước uống là có nước sấu, nước mơ, rồi quốc, dừa xiêm, trà mía đá, trà xanh tươi, trà xanh này 5.000, trà đá đó, kem Tràng Tiền này cũng có nè. Nhưng mà địa chỉ thì thấy là mình Nick đang ngồi ở địa chỉ là 27 Hải Triều nha, phường Bến Nghé quận Nhất. Nhưng mà nó có thêm chi nhánh đó là ở bên Thảo Điền quận 2, số 37 Xuân Thủy nè. Rồi bên quận 4 nè, bên quận 4 thì Nick đã từng ăn rồi, là 45 đường Nguyễn Trường Tộ, phường 13 quận 4. Rồi ở bên quận 7 cũng có luôn, 53 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong quận 7. Rồi ở đây quận 7 có một chỗ khác nữa là Cảnh Viên 1, số 1 phố Tiểu Nam quận 7 nữa. Wow, cũng nhiều chi nhánh á. À, bây giờ chi nhánh Hải Triều này phở như thế nào? Cái phở tái lăn kiểu Bắc này thấy là truyền thống này. Nick sẽ kêu một cái tô nhỏ ha, 72.000 thử đi. Một tô nhỏ, một tô vừa. Ăn thử cái này, bởi vì lát nữa còn qua bên bánh mì Như Lai ăn thêm đặc mặt bên đó nữa mọi người. À, bây giờ là phở đã có rồi, tô này là tô vừa của cameraman nè, khói còn bốc lên nè. Đó, mùi rất là thơm nha. Còn tô của Nick kêu là tô nhỏ thôi đó. Cái tô nhỏ là hành quá trời hành luôn, thịt này tái nè, tái lăn. Cái nước nè, nãy nói là nước ion kềm. À, nước ion kềm thì nghe rất là hay. Thật ra Nick đã ăn ở bên nhánh bên quận 4 rồi, thấy cũng rất là ngon. Nhưng mà bây giờ trải nghiệm bên Hải Triều này. À, cái tô phở đơn giản chỉ là phở nè, sợi phở. À, cái này là kiểu truyền thống. Cái này là phở và thịt tái lăn đây. Rồi hành thôi. Ồ, còn nóng bốc mùi thơm quá trời luôn, bay lên thơm quá trời. Nó không có rau, không có giá như là kiểu phở Nam, đơn giản vậy thôi. À, bây giờ Nick mời các bác chị mình cùng ăn thử phở son với Nick nha, nếm cái nước dùng mà. Hồi xưa mà Nick không có biết ăn phở Bắc á, nghèo sợ lắm, nhưng mà khi mà biết ăn rồi bây giờ là thật sự là ghiền luôn. Và cái phở son này phát hiện gần đây của Nick á, cái ăn ở bên chi nhánh quận 4 thấy rất là ngon. Mà buổi trưa là khách nước ngoài, khách Việt Nam đến ăn rất là đầy luôn. Và giá như hồi nãy coi cái bảng giá menu á, thật sự là so với nhiều cái quán phở bình dân của Sài Gòn thì phở son này giá không có rẻ, và giá hơi cao đó. Nhưng mà vì sao mà nó hút được nhiều khách vậy? Đây mọi người xem mà, họ ăn cả cái lẩu, rồi có người ăn cái tháp tầng đó, ăn những đồ đắt tiền hơn của Nick nữa. Nhưng mà Nick ăn cái truyền thống để cho cô bán chị mình biết đây là cái món mà rất phổ thông của quán son này. Nếm cái nước phở vô cái là thấy ngon à. Theo thói quen nè, Nick hay thêm cái tương ớt nè cho nó cay cay. Một cái hay của phở son nè, theo kiểu hiện đại mới giờ cái nào hũ nào để cái đó, tương ớt, giấm tỏi. Nó này thích ăn giấm tỏi thì thêm vô. Rồi cái này nước mắm nè, ai thích ăn nước mắm thêm vô, tiêu. Rồi cái này là chanh. Rồi cái này là ớt tươi, ớt sắc. À,
Thấy chỉ cần ít tương ớt cay cay vậy là được rồi. Tô phở truyền thống, nước Yon Kiều, phở Tây Lan, hành thôi. Wow, bây giờ nó cay thêm, hết sảy còn 37. Mời cả nhà cùng ăn với đi nha. Cái sợi phở mềm, cắn vô, nó có độ dai hơn tí xíu thôi, mà cắn vô là nó mềm, nó tan hết. Hôm bữa là Nick đã có quay review một cái quán phở Thìn, cũng để là gốc Hà Nội, như là đường Nguyễn Thái Bình nhiều nhất, chỗ đó nó cũng rất là ngon. Ở đó thì giá nó bình dân, nó rẻ hơn, mà chỗ này thì lại có một cái kiểu khác, đúng hương vị phở Bắc, chỉ toàn là hành lá và rất là nhiều hành lá, từ cái nước dùng cho đến Thái Lan, cái nước cái phở rất là ngon theo kiểu Bắc luôn. Mà đặc biệt đó là cái gì? Nước tinh khiết hai anh kìa. Không biết là có đúng vậy không, nếu mà đúng vậy thì đúng là nó tăng cái độ ngon thêm nữa, rất là thích nha. Bây giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha, với cameraman này, tô của cameraman bự hơn nè. Nhìn rất là thích, ngon lắm mọi người. Đó, mời cả nhà cùng ăn nha. Sạch món luôn, không còn cái gì luôn. Thật sự là ngon quá. Biết ăn phở Bắc rồi, đúng cái này là kiểu Bắc. Sạch sẽ mà cảm giác rất là ngon. Mình nghe nói cái nước tinh khiết dòng kềm vậy đó, tạo cái cảm giác mình. Nhưng mà thật sự là ngon, nếm vô là thấy ngon rồi. Xứng tiền gì mà. Wow. Bên đây à, không này. Chắc hỏi là mình có thẻ thẻ không? Dạ có. Anh kiểm tra hết rồi mình nghe. Dạ. À, cảm ơn em. Để anh tí nha. Thì cho cô bác chị mình biết luôn cái tô mà Nick vừa ăn đây, tô nhỏ nó có 72.000 thôi, còn tô vừa của cameraman là 89.000. À, giá cũng rất là hợp lý nha, ok lắm. À, em cho anh hỏi cái chỗ mình là mở từ mấy giờ đến mấy giờ nha? Bên em là sẽ có 2 ngày, thứ 6, thứ 7 là bán từ 6 giờ rưỡi sáng tới 1 giờ rưỡi sáng hôm sau. Và những ngày còn lại là sẽ bán từ 6 giờ rưỡi sáng tới 12 giờ rưỡi. 12 rưỡi đêm? Dạ đúng rồi. À, cuối tuần thứ 6, thứ 7 là mở tới 1 rưỡi sáng luôn. Dạ đúng rồi. Ok. Dạ. Thì anh thấy có cái lối lên cầu thang lên tầng trên nữa là có mở cho nó không? Dạ đúng rồi. Đa phần ở tầng trên thì sẽ mở vào buổi sáng, thì lượng khách buổi sáng của em nó sẽ đông hơn. Buổi tối cũng thấy đông quá trời mà. Dạ, buổi tối thì em chỉ tập trung ở phía dưới là bên ngoài outside nữa. Giờ hiện tại là bên ngoài outside thì quét đó. Thì mình cũng sẽ có thêm 2 bàn phía ngoài outside nữa. Cảm ơn em nhiều. À, có bán chị mình đã biết cái giờ hoạt động của quán rồi ha. Ở đây trung tâm quận nhất rất là thuận tiện, gần sát bên phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Còn bên kia là Bitexco, Bitexco thì có vô trong lên trên là có cái gì? Haidilao, Nick đã từng review ở bên Hùng Vương Plaza rồi. Đó, rồi một cái nữa là cái buffet gì đó đang rất nổi tiếng, Tân Văn Long hay gì. Gì trong đó đó rất là nổi tiếng luôn, hot lắm. Nhưng mà nói chung là khu này đường Hải Triều cũng có thách phở, phở kiểu Bắc thì nguyên giải đây, phở Hà, phở Hải Triều và bây giờ là phở Son. Phở Son này chỉ cần ăn phở thôi, anh ấy muốn cho cô bán chị biết là nó chỉ ăn một cái tô phở thôi đó, có 72.000 rất là ok luôn, giá cả hợp lý. Bây giờ ăn phở xong rồi, mình sẽ di chuyển qua bánh mì Như Lan kế bên đây thôi, tiếp tục xem bên đó có cái gì ăn vặt là quay chia sẻ lên cho cô bán chị mình biết nha.
Rồi, bây giờ từ phở Thìn số 27 đường Hải Triều nè. Alex sẽ di chuyển qua trên đường Hải Triều. Trước mặt thôi là nhìn thấy đằng kia là bánh mì Như Lan rồi. Ngay góc đường Tôn Thất Đạm và đường Hàm Nghi. Bên đây là Bitexco như Nicky nãy có nói đó. Ở trên là có Heidi Lau và một cái buffet rất là đang hot, nổi tiếng ở trong đây. Phía dưới là có cửa hàng điện thoại Samsung. Đi bộ ít bước chân thôi, sắp nhìn phía trước là tới bánh mì Như Lan. Bánh mì Như Lan buổi tối thì ra sao? Bây giờ mời cô bán chị và các bạn cùng qua đó với Nick nha. Nick sẽ quay review cho cô bán chị mình xem luôn. Đường Hồ Tùng Mậu và Hàm Nghi. Ôi, và là cái đường này là đường Hồ Tùng Mậu, chứ hồi nãy Nick cứ nhớ là Tôn Thất Đạm. Thật ra nguyên khu này là ở đằng kia bên hông phía kia là Tôn Thất Đạm thôi, chỗ chợ cũ Sài Gòn. Và đây là Hồ Tùng Mậu. Rồi tháp Bitexco đây. Như cái búp sen chưa nở. Ở trên là có cái chỗ sân đổ trực thăng nè. Từ khi mà lên mắt 81 ra thì tháp Bitexco này tục hạng rồi. Rồi trước mặt của bác chị mình đây là bánh mì Như Lan. Từ năm 1968 có để cái bảng này. Since 1968. Bây giờ bánh mì Như Lan buổi tối có gì chúng ta đi qua đó nha. Bánh mì Như Lan tiệm này cũng rất là lớn và bán rất là nhiều đồ, nên Nick sẽ bắt đầu từ góc bên phải này. Chỗ này là để các loại sinh tố, dừa, nước trái cây, nước ép. Đá me thấy để 15.000 đồng ly kìa. Rồi chỗ này là để kiểu Turkey, Thổ Nhĩ Kỳ à. Bên trong là bánh patisserie nè, 15.000 cái. Cái tủ đang quay nè. Còn ở đây cái chảo này chắc buổi sáng làm nhiều loại, chiều tối thấy không có. Ở chỗ này là bánh mì thịt nướng, bánh mì tươi, bánh mì gà 30.000 đồng một ổ. Bánh mì heo quay, bánh mì cá, bánh mì sứ mại, hamburger cũng 30.000 một ổ. Đây, thịt chà bông heo, chà bông gà. Rồi thịt xíu mại, ba tê nè, thịt nguội nè, đủ các kiểu luôn nè. Rồi kia là xíu mại nữa, cũng gần hết xíu mại rồi. Rồi đồ chua, dưa leo. À đúng rồi, cái chỗ đó nãy Nick nhớ là, bây giờ mới nhớ là cái đó là kiểu kebab của Thổ Nhĩ Kỳ, có người khách tới kêu. Cái đang chét cái bánh mì, đây thịt kiểu kebab, cái bánh mì kebab nè. Rồi xúc xích, thịt cá viên, rồi chả lụa. Cái này giống bánh trung thu luôn nè. Bánh cốm lá dứa, bánh trung thu. Bánh tiều nữa. Bên trong thì có bàn cho người ta ngồi ăn. Thấy khách Tây, khách Á cũng có ngồi trong đó nữa kìa. Cái này chả lụa. Chả lụa bán trong tủ. Tủ này tủ để mát nè. Chả bò, chả lụa. Rồi đây cái bánh mì nữa nè. Rồi ở đây là có xôi. Có khoai mì 50.000 ký, xôi mặn 30.000 hộp, xôi gà xé 30.000 hộp, xôi gà quay 35.000, xôi cút, bánh bao thịt, bánh bao ngọt, bánh giò luôn nè. Lạp xưởng nè, thịt chà bông, rồi dưa món, cái này chắc là làm cho xôi. Rồi bánh trứng, bánh cà dê, bánh bao, bánh giò, bánh khoai mì. Đây khoai mì này nè. Tủ bánh bao nữa này. Rồi lạp xưởng, lỗ tai chua, củ kiệu, dưa món, cà pháo, cải chua. Đây bán theo hũ nha mọi người. Lạp xưởng tươi thì 350.000 một ký.
Rồi, heo sữa quay 500 ngàn một ký. Đây có vịt quay 350 ngàn một con. Gà quay thì 200, gà luộc 200, giò heo quay 200, móng giò kho tàu 50 ngàn một cái. Buổi tối thì hàng còn một ít thôi, cũng không có nhiều. Còn chỗ này xúc xích, à rồi đồ chiên, à, tiếp qua đây các loại bánh nữa nè. Đây chả bò, chả lụa nữa, nem nữa nè. Bánh mì, bánh mì này, bánh mì giòn thô để trong bịch. Rồi các loại thịt đông, thịt nguội, quá trời luôn, pate, có đủ thứ hết. Thịt jambon, thịt ham, chả thủ, giò thủ. Trong góc nào mua bánh mì cũng được hết. Ở bên đây họ cũng bánh mì. Ở đây là Shopee đi giao hàng. Đồ chua, rồi tiếp tục các loại thịt. Nói chung là khách ghé bên nào thì mua bên đó thôi. Nhân viên họ sẽ đang ở góc nào họ sẽ bán theo góc đó. Đây treo quá trời đồ. Cơm sấy chả bông tôm 45 ngàn, cơm sấy rong biển 45 ngàn, cơm sấy chả bông heo 35 ngàn. Rồi, hồi nãy thấy bánh trung thu bên kia góc này cũng có để nè. Cái này sắp đôi rồi. Bánh chưng 100 ngàn, bánh tét 170 ngàn, 1 kg 2. Bánh bía, bánh bía Như Lan là bánh bía luôn nè, thì hiệu Như Lan luôn. Rồi chà bông thịt heo, chà bông heo, tôm khô nữa kìa, lạp xưởng, cơm lá dứa. Rồi món ăn vặt quá trời nhiều luôn nè. Ở đây có dừa nữa. Đây nguyên cái tủ này là bánh trung thu nè, thập cẩm gà quay, bánh trung thu đậu xanh, sen sầu riêng, cái này là bán quanh năm luôn. Mứt dừa, mứt gừng, rồi mứt sen Huế, vỏ bưởi. Xích đằng kia là có một cái chỗ của Như Lan nữa cũng bán, nhưng mà chỗ đó chủ yếu là làm, bên đây là bán đó, chỗ mà xưởng làm mà bánh ở bên kia. Vô ngồi cái bàn cái thấy cái menu thì ra cũng có rất là nhiều món ăn luôn. Có bún măng vịt gà thì nó 60 ngàn một tô, rồi bún chả cá, bún cơm thịt ba rọi, gỏi cuốn tôm thịt, phô mai que, bánh cuốn nóng, bún riêu, bún mọc, hủ tiếu, mì hoành thánh, cháo lòng, bánh canh, xôi gà quay, bún bò xào, bún heo xào, bún riêu cua, phở nữa nè. Rồi hủ tiếu Nam Giang, hủ tiếu mì bò kho, cơm sườn mì chả, cơm thịt luộc, cơm thịt heo quay, cơm gà luộc. Ôi trời trời quá trời luôn, mì xào, bánh mì mọi người có tưởng bánh mì Như Lan là chỉ có bánh mì, nhưng thật ra là có bán kèm rất là nhiều, bởi vì trong cái khu vực này nè, mọi người có thể vào ăn uống những cái món khác nữa nha. Nhưng mà Nick mới ăn phở rồi cho Nick sẽ không ăn cái món đó, mà Nick sẽ muốn là ăn trải nghiệm cái bánh mì Như Lan. Xong là để chia sẻ luôn cho bánh chị mình biết. Rồi menu bên đây, mấy cái thức ăn này Nick thấy là giá cũng khá bình dân, là 50 ngàn, 60 ngàn trở lại thôi, hoặc là 35 ngàn. Còn thức uống nè, quá trời, rau câu trái dừa 30 ngàn thôi, sinh tố vỏ bưởi tốt cho sức khỏe có 10 ngàn ly, rồi nước ép thì 20 ngàn, 40 ngàn, hoặc là sinh tố một loại thì 30 ngàn một ly hoặc 20 ngàn một ly. Các loại sinh tố luôn, sinh tố hỗn hợp thì cũng 30 ngàn, 20 ngàn ly. Rồi sữa đậu nành là 8 ngàn, chanh muối 10 ngàn, đá chanh cũng 10 ngàn. Ôi mấy cái loại nước khác nữa, xí muội, rau má này cũng có 10 ngàn à, cà đá thì có 2 ngàn, giá rất là bình dân luôn.
anh bây giờ Nick sẽ order bánh mì. À, cho một cái ổ bánh mì cẩm đi, cắt đôi giùm ha. Rồi một cái rau câu trái dừa với một cái sinh tố saboche cam thơm. Sinh tố saboche cam thơm, một trái dừa rau câu, một ổ mì hộp cắt đôi. Đây, ổ bánh mì rất là nhanh để ra rồi, cắt làm đôi đi. Thì Nick mới ăn phở cho nên Nick không ăn hết, cái này xé đôi luôn, để cho cameraman ăn sao. Bây giờ bánh mì đây, xem mở ra cho cô bán chị mình xem. Đó. Có bơ, pate, thịt nguội, chả lụa, đồ chua, rồi dưa leo. À, lâu lắm rồi cũng không có ăn bánh mì như Lan, bây giờ ăn trải nghiệm lại xem nó như thế nào nha. Này Nick không phải là tín đồ của bánh mì Như Lan cho nên Nick thấy là cũng tương đối bình thường, nhưng mà Nick thấy khách nước ngoài ăn thấy rất là ngon, nói chung là giá cả bình dân hợp lý, và đây cũng là ok ngay trung tâm quận nhất Sài Gòn luôn. Nhưng mà cái lớp chả nguội, đồ nguội là chả và thịt này kia nhét cái này rất là nhiều, nói chung là có thêm cái đồ chua với dưa leo cũng nhiều lắm, nên là nó hòa quyện lại, nó giảm bớt cái đồ béo này, ăn cũng rất là ok nè. Ai là tín đồ cũng nói mình Như Lan thì đúng là nó ngon thiệt. Mỗi người có một cái gu ẩm thực khác nhau, nên là sẽ không có người nào giống người nào, cho nên là đối với Nick thì đây là khá ok. Nick không đánh giá là nó quá xuất sắc, quá ngon, nhưng mà cũng rất là ok rồi. Nick sẽ không bao giờ nói dở cái gì gu của người khác sẽ không giống mình. Có người ta ăn người ta sẽ thấy cực ngon luôn à, nhưng mà mình thấy không ngon vì nó không phù hợp với mình thôi, chứ không phải là nó dở. Dở thì làm sao mà người ta bán được với bao nhiêu khách hàng rất là đông vậy, đúng không ạ? Thế là đánh giá cái gì Nick cũng như nói là nó không phù hợp lắm, hoặc là nếu mà thích rồi nó quá ngon đấy, mình ăn ngon à. Nên là bánh mì Như Lan mặc dù là Nick không phải là tín đồ của bánh mì Như Lan, nhưng mà như vậy là khá ok nè, ngon rẻ đó. Chỗ này thì mở ban ngày đông á, thấy là đi ngang, mỗi lần đi ngang á, nguyên mấy cái dãy bàn ở trong đây người ta đến người ta ăn không chỉ là bánh mì không, mà đến ăn những cái món nước khác nữa, món hủ tiếu, món cháo, rồi thấy là bánh cuốn, rồi cháo lòng có luôn nè, rồi bánh canh, rồi bò kho, đủ thứ món gì, không bán rất là nhiều món không. Ăn xong hai chỗ là bụng no nóc luôn, phải đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ này đi dạo một chút cho nó xuống cái bụng mà. Cái cô bán chị và các bạn ơi, vừa rồi Nick đã chia sẻ cho cô bán chị mình biết rồi một chỗ là ăn phở thịt bãi xô theo kiểu ngoài Bắc á, và gần đó là bánh mì Như Lan nằm ở góc Hàm Nghi và Hồ Tùng Mậu, đi qua một bước là tới đường Hải Triều, và đường Hải Triều thì ra đây là sát bên luôn rồi. À, rất là thuận tiện nên cô bác chị mình có ra trung tâm quận nhất Sài Gòn đi chơi thì có thể kết hợp đi phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi trải nghiệm phở xô nè, rồi bánh mì Như Lan nữa, ăn đặc biệt bánh mì Như Lan cũng rất là thú vị á. Rồi sau đó ra trở lại đây bữa tối ngày hôm nay, trăng thanh gió mát, là hôm nay như là 16-17 âm lịch gì rồi, trăng lên rất là tròn và rất là sáng bên kia luôn, gió từ ngoài sông thổi vô thoải mái mát mẻ vô cùng, một buổi tối rất là dễ chịu. Video clip chia sẻ của buổi tối ngày hôm nay đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip thì sau. Chúc mọi người một buổi tối thật là mát mẻ, thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.